Xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục về một cái loại bảng dớn. Đêm là cái loại bảng dớn này nó khá là nặng, cho nên là em cứ đang bán thôi, nhưng mà gửi xe thì em gửi. Còn bưu điện thì chắc phải đợi nó nhẹ hơn một tí. Đây là cái bảng dớn 20-40. 20 có nghĩa là bình thường ngày trước em hay bán cái loại 15-40 đây các bác này. 15-40 này thì nó cũng tương đối to rồi, nhưng mà bây giờ em có cả loại 20-40. Loại này giá chỉ có đắt hơn loại 15-40 1.000 thôi, nghĩa là em bán là 16.000. Đây là cái bảng chuẩn để các bác có thể trồng lan thân thòng theo được hai lớp. Đấy, có thể làm hai lớp được, hoặc là làm một lớp thì có thể dùng 15, nhưng mà hai lớp như này sử dụng bảng dớn nữa, mà tốt nhất là các bác khoan để cho nó dễ có thể xuyên sang bên kia, không ghim nó vào thì cái thân thòng nó sẽ là cắm xuống dưới. Thì các bác ở trên các bác có thể sử dụng cái túi lưới ốp cái phân vào đây, ốp phân hoặc là ốp rêu vào thì nó sẽ tạo ra một cái độ ẩm. Cái dớn này rất khô cho nên là ưu điểm của nó khô và thoát nước tốt, thì cây nó không hay bị thối nhũn các bạn. Tuy nhiên nó có nhược điểm là rất là khô, các bác phải tưới liên tục, nó khó. Còn hôm nay em có một loại đĩa dớn nhỏ các bác này. Cái đĩa dớn nhỏ này thì thực ra thì em ngày trước này em lấy về em trồng trầm, nhưng tuy nhiên là bây giờ em lại không buôn trầm nữa thì em không trồng nữa. Cái tác dụng của cái dớn nhỏ này thì nó được thể hiện là như này. Ví dụ các bác có thể ươm kim vào đây, sau đó đặt vào những cái chậu như này. Đây, các bác đặt vào chậu như này. Đấy, và cái chậu to hơn, xong các bác cho vỏ thông giá thẻ vào đây thì cái chậu này nó coi như là một cái miếng đỡ. Đấy, thì các bác đặt vào cái chậu to hơn, thế thì là nó sẽ tự nhiên là nó, cái này nó sẽ như là làm nhiệm vụ thoát nước và giữ nước. Xong các bác bón phân bón rêu vào cái lỗ này. Đấy, ví dụ đơn giản này nhá, em sẽ thả vài ki vào, ki ngắn này hoặc là mấy cái chậu lan vào đấy, thế vào đây. Sau đó là đặt thẳng vào cái chậu này các bác. Đây. Đấy các bác, nó như này. Đấy, thì bác treo lên thì lan nó không lo thối nhũn hay như nào, mà các bác chăm sóc rất dễ. Ở dưới chỉ cần xốp vỏ thông than củi thế nào, làm thôi. Đấy, nó rất là đơn giản về cái đĩa này. Hiện nay em đang bình thường em bán là 10 mấy nghìn, nhưng bây giờ em đang thanh lý là có 5.000 thôi. 5.000 cái các bác nhé. Mấy cả em để lâu khô nó nhẽm. Đây. Nó chuẩn bài là như này các bác. Xong treo lên. Đấy, thế là các bác cứ treo lên thì các bác trồng trầm hay trồng cái gì đấy. Sau này nếu mà các bác muốn kinh doanh hoặc muốn bán lại cho người ta thì các bác nhấc lên. Các bác gửi mỗi cái đĩa này cho người ta thôi. Thì đấy, như này nào em thấy ok nhất các bác này. Thì khi mà cái dễ lan thừa ra dài ra ấy, nó chọc xuống giá thể, nó sẽ vào những cái giá thể bên dưới và nó ăn được ở bên dưới. Còn bên trên này vẫn là đẹp và nó ở bên trên này nó có nhiệm vụ là thoát được nước. Cái lan thân thòng này nó rất sợ thừa nước. Nếu nó thừa nước nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là thối nhũn. Đây này. Ví dụ như là cái này nó thừa nước này. Nếu mà tất cả đều là rêu trắng này thì nó sẽ thừa nước, nó sẽ thối ngay. Nhưng mà đây em chỉ là một lớp rêu thôi. Những cái thời điểm mưa rào mùa hè ở miền Bắc ấy, thì hoặc là ở miền Nam mưa nhiều, mưa một mùa ấy, thì nó hay bị hiện tượng là nó nhũn cái lá này, nó thừa nước mà. Nó chảy đến đây nó nhũn lá này. Nó nhũn một lá thì cả cái vườn có nguy cơ là bị thối hết. Thì cái này là một cái ưu điểm rất là tốt để các bác có thể ấy để trồng. Đấy, các bác cứ thả những cái trầm hay là ươm ki vào đây. Ki phi điệp các bác ươm vào đây. Đấy, ki phi điệp này các bác ươm vào đây. Đấy, tưới nước đầy đủ, sau đó là nó thế là lớn lên thôi. Và sau này các bác có thể xuất bán hoặc là cầm cái chậu này không, có thể tách sang khác. Cái dớn này bền vô cùng luôn. Em bán là 5.000 cái các bác nhá. 5.000 thôi ạ. Đấy. 5.000 một cái. Còn tổ quạ thứ em vẫn có nhiều nhá. Còn phi điệp thì em vẫn có. À, đồ ngâm rượu hôm nay em có đẳng sâm. Đẳng sâm ngâm rượu này em bán 100 một cân. Cái đẳng sâm này thường nó chỉ xuất hiện vào mùa xuân. Mùa xuân thì người ta đi rừng, người ta thấy nó mọc mầm ra, người ta mới hái, mới đào về. Còn mùa thu mùa đông thì lá già rồi thì người ta khai thác được ít hơn. Đẳng sâm là 100 một cân, ngâm rượu ngon lắm. Còn hà thủ ô là em bán là 120 một cân. Đây, hà thủ ô 120 một cân. Bên này là phi điệp lụ xanh. Sổ số đấy. Phi điệp sổ số này em bán là 180. Còn dòng Hawaii trắng này em bán là 150. Đấy, Hawaii trắng 150. Bên này còn 4 khóm xích ngọc trắng này em bán là 150 một khóm. Cây đã lên mầm hết rồi các bạn. Dễ dễ cũng bán hết rồi. Rồi chỉ bón phân và phát triển mầm ấy. Còn cát này thì 100. Mùa này đặc biệt là cát sinh trưởng cực tốt luôn. 100 một chậu.
Còn cát mini này thì em bán là 100. Cát mini ở bung bét thôi. Bên này là đai châu. Đai châu em bán là 150. Đai châu Thái là 150 một cây. Có cứ ghép cả chậu, cho vào chậu xong rồi là ấy lên được. Xong là treo lên, không cần phải làm gì hết. Bên này là kiếm đài gieo hạt, em bán là 120. Đây, kiếm đài gieo hạt, 120. Vàng cánh bầu thì em bán là 300, là một mẹ một con này. Đây, vàng cánh bầu để các bác làm giống. Đây là cây kiếm cổ truyền nhất của cái dòng lô hội. Nó cổ truyền bởi vì nó xuất hiện sớm nhất, nên bây giờ giá cả nó cũng rẻ nhất các bác. Đấy, cái này là hàng sưu tầm. Tính vì nó là hàng sưu tầm nên giá nó không cao, nhưng mà nó là dòng đột biến. Đây có một chậu vị hoàng 3 triệu này. Đấy, một chậu vị hoàng 3 triệu. Đúng chậu này thôi các bạn. Bên này là phan chí gieo hạt. Phan chí gieo hạt em bán là 100 một cây. Đấy, cây đẹp lắm. Đấy, phan chí gieo hạt 100 một cây. Còn đây là xanh Huế gieo hạt. Xanh Huế gieo hạt cũng 80.000 cây. Đây xanh Huế các bác nhé, 80.000 cây. Bên này là kiếm vàng hoa sổ số đây. Hoa vàng đây à, 300 một thân. Còn đây là trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ thì em bán là 160 một chậu. Đấy, trầm rồng đỏ đấy, 160 một chậu. Đây phan chí ở đây các bác nhé. Đấy, hàng Việt Nam trồng bằng cái cốc của Việt Nam luôn. Cốc này là cốc đựng gia vị cho các món ăn hoặc những cái ở quán ăn nhanh ấy. Đấy, thế là tận dụng về để trồng những cái này. Đấy. Nó không được chuyên nghiệp lắm, nhưng mà của Việt Nam mình thì nó chưa không được chuyên nghiệp đâu. Đó, như này. Tổ quạ thì em vẫn bán 12.000 cây. Tổ quạ lên mầm hết rồi. Đây tổ quạ các bác nhé, 12.000 một cây. Này cát. Còn trầm rồng đỏ hàng 2 thân này. Em bán là 200 một chậu này. Đấy, trầm rồng đỏ 2 thân. Kiếm xanh Thái. Kiếm xanh Thái em bán là 500 một chậu một thân. Đấy, những cái chậu các bác chỉ cần mua một chậu như này về là sang năm nó đẻ ra thành bụi to tướng mà. Đây ví dụ còn chậu này 1 triệu này, chậu này 2 thân một con này. Chậu này 1 triệu này, 2 thân to đẹp lắm. Còn đen nắng bò vàng. Bò vàng là em bán là 65.000 cây. Còn đây là 4N. 4N đây. Đen 4N này em bán là cũng 65.000 cây. Bên này là vàng Tây Linh này. Vàng Tây Linh này. Semi lưỡi hồng là 900 à 800 một thân này. Đây kiếm semi lưỡi hồng 800 một thân. Xanh Huế lá sần 2 triệu một thân này. Xanh Huế lá sần. Đây cũng có xanh Huế lá sần này, em trồng. Lá sần chơi cũng được các bạn. Hoa nó cũng giống nhau hết mà. Chẳng qua lá nó xấu hơn. Đây. 2 triệu một thân các bác nhé. Đây có một ít kiếm đài đợt trước lỗi em thanh lý em trồng. Có đúng thân vàng Tây Linh này là 1.8 triệu là đẹp nhất này, đẹp nhất nhà em luôn. 4N sắp ra hoa. Bên này là cát vua cương sơn. Vua cương sơn này thì em bán là 200 một chậu. Nhiều thân lắm. Đây 200 một chậu này, các bác nào lấy chậu có mèo, đang có mèo đây. Cách xoay mèo lụ thì cũng dễ thôi. Cầm đèn pin về xoay thấy nó có hạt nhân ở trong là mèo mẩy. Còn nếu mèo lép thì nó chưa ra. Đấy, cũng bắt đầu có mèo nhưng mà em bán 200 được các bác nhé. Đây có một chậu đẹp như to như này có 200 được các bác này. Về các bác giữ cái chậu này ra không đâu là trồng. Nó đẻ nhanh lắm cái cát này. Đây là vua cương sơn. Hoa đây. Đây có vài thân tuyết ngọc. Em thanh lý 400 thôi. Em bán 400 này, 400 thân tuyết ngọc. Đây nó hơi bị dẹp một tí. 400 một thân tuyết ngọc. Còn trồn trắng thì em vẫn bán 100 một cây.
Vũ nữ hoa vàng này thì là cũng 150 một chậu. Địa lan Trần Mộng em bán là Trần Mộng này là 100 một cân. Bên này là tổ quạ nhà em này, vừa khai thác về, em đã đợi lớn tí. Các loại vật tư khác em vẫn có nhé. Đây còn có mảng nhà kính này, 5m là 5 x 6 là 30m2, hơn 30m2 là em bán 550 này. Lưới đài có những mảnh 3 x 4 này, 180 này. Đây là chậu gỗ phi 20, chậu gỗ nhãn phi 20 là 55.000. Phi 25 là đi 65, phi 30 là đi 80. Còn chậu gỗ lim lim này là 120 một chậu, là gỗ lim nó đắt. Đấy. Còn các loại vỏ thông, vỏ thông là 12.000 một cân. Vỏ thông này à, phân phân dê 15.000, phân chuồn quế là 25, phân cá là 35. Đấy, giờ em cảnh các bác.